200 gian hàng tham gia triển lãm quốc tế ngành sữa. Triển lãm quy tụ 200 gian hàng với hơn 50 đơn vị đến từ hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, trưng bày và giới thiệu sữa, các sản phẩm từ sữa, nguyên liệu phụ gia sử dụng trong ngành sữa, công nghệ chế biến và bao bì phụ kiện trong chế biến sữa, giống bò sữa, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y dùng cho bò sữa, hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng an toàn thực phẩm. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Quang Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam cho biết, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhưng trong 2 năm qua, doanh thu thị trường sữa Việt Nam ước tính đạt 113.700 tỷ đồng trong năm 2020 và 119.300 tỷ đồng trong năm 2021. Trong 2 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, doanh thu thị trường sữa Việt Nam đạt cao, ước tính đạt 113.700 tỷ đồng trong năm 2020 và 119.300 tỷ đồng trong năm 2021. Triển lãm quốc tế về ngành sữa và sản phẩm sữa lần thứ 3 rất là quan trọng. Nó là một cái sự kiện giới thiệu với người tiêu dùng về sự phát triển của ngành sữa Việt Nam. Vinamilk là doanh nghiệp lớn nhất trong ngành sữa của Việt Nam. Chúng tôi tham dự muốn giới thiệu với người tiêu dùng về những sản phẩm tiên tiến được sản xuất trên máy móc thiết bị hiện đại. Cũng muốn giới thiệu với người tiêu dùng về sản phẩm mà chúng tôi cung cấp cho gần 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Sản phẩm của chúng tôi xuất khẩu thành thử đáp ứng được tất cả mọi tiêu chuẩn, từ những tiêu chuẩn rất là khắt khe của Nhật, Mỹ hoặc là châu Âu. Hiện nay hệ thống trang trại của Vinamilk là được chứng nhận là hệ thống trang trại Global Gap lớn nhất. Và sản phẩm của Vinamilk hiện nay là có khoảng hơn 250 sản phẩm. Theo Tổng cục Thống kê, sản lượng sữa nước của cả nước năm 2021 ước đạt 1.770,1 triệu lít, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2020. Ngành sữa Việt Nam đang từng bước phát triển bền vững, theo hướng hiện đại, đồng bộ từ nguyên liệu sản xuất đến thành phẩm, có khả năng cạnh tranh để chủ động hội nhập khu vực và thế giới. Triển lãm diễn ra từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng, làm cầu nối cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, tăng cường hợp tác đầu tư.